Cấu trúc lại cái thư mục dự án thì nó như này nhá, để cho làm cho nó chuyên nghiệp ấy. Thực ra chúng ta có thể làm nó tung té được bằng cách là các bạn tạo mỗi một trang các bạn tạo một file PHP đều được hết nhá, tạo tạo tung té ra đây đều được hết, nhưng mà thầy cố tình chia ra để cho quản lý nó dễ. Ví dụ đâu là admin, đâu là danh mục, đâu là product thì chúng ta quản lý nó dễ, nó đỡ bị tung hết ra một file. Ví dụ các bạn có thể làm như sau này, có thể tạo trong file admin chúng ta có thể tạo ra trang là index.php, need category.php, add category.php, rồi là gì nhỉ, need product.php, các bạn nó rất là dài và nó ngoằng 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 ở dưới này này. Đấy, nếu mà các bạn thích làm như thế cũng được thôi nhá, nếu thích làm như thế cũng được, không 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 ai bắt ép các bạn phải làm giống như này. Nếu các bạn làm như thế cho nó dễ nhá thì các bạn truy cập vào YouTube này, các bạn search chữ là cùi cốt này, đâu nhỉ? Sau đó các bạn tìm đến cái video có tên là ghép giao diện này, bên cơ bản này. Sau đó các bạn đi tìm Rồi, cái connect này thì cái ghép giao diện admin này, đây các thứ bạn nhất nhìn các này. bạn sẽ Cái video này thì thầy làm nó hết sức cơ bản nhé, các bạn nhìn nhé. cái Đấy, hết sức cơ bản. Đấy, để ghép nó chỉ là rất là đơn giản thôi. Đây, các bạn nhìn không? Tất cả các trang nó đều tung hết là một file là admin như thế nhỉ. Như như vậy thì thầy không muốn như thế. Các bạn bây giờ học lớp chất lượng cao mà các bạn bung một cái file đó như cái chất lượng thường thì nó không, không người ta nhìn vào nó hơi buồn cười. Đấy, cho nên là tôi bây giờ cố cố gắng là các bạn tổ chức một cái thư mục nó hoành tráng như này. Nó tất nhiên nó hơi rối rồi, tôi bảo là lớp các bạn tôi sẽ làm nó rối lên mà. Wow. Tôi tít mù luôn. Thế tóm lại là nhắc lại bây giờ tất cả các thứ chúng ta sẽ cho nó chạy qua một thằng thôi, đấy thằng index.php. Đấy thằng này này, đấy chính là cái trang này, index.php. Và tôi sẽ gửi tham số trên URL bằng cách như này để tôi bắt được trên URL nó đang kích vào cái trang nào. Sau đó tôi sẽ include cái trang đó vào đây. Có hiểu ý tưởng không? Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. Ví dụ nhá. Ở đây tôi có thể dùng là PHP này. Include cái trang gì vào đây nhá. Ví dụ thì include này, page này, category này, need.php này, thì các bạn khi mà thầy chạy với index nhá, index này nó sẽ ra cái trang category. Đấy, nhìn thấy chưa? Đúng không? Nhưng mà bây giờ thầy không phải là thằng nào tôi cũng 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 include cái này, mà tôi sẽ dựa vào URL này các bạn này, dựa vào cái link mà nó kích này. Ví dụ kết quả quản lý danh mục thì nó sẽ là hỏi chấm này, hỏi chấm gì ấy nhỉ, đấy dựa vào đúng cái này đấy, hỏi chấm cái này đấy, làm sao đó tôi chưa có cái hỏi chấm như này phát nhỉ, page này bằng này đấy, làm sao để nó có cái này. Sau đó tôi sẽ sử dụng cái donut sheet get để tôi bắt nó về, bắt cái này về này đấy, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta làm như sau này, nói thì nó rất là lằng ngoằng cái thôi, nhưng thực hiện nó rất dễ, thực hiện rất dễ. Đấy, các bạn chỉ cần làm như sau. Đấy, đầu tiên này, tạm thời bỏ qua cái này nhá. Bây giờ cắn link đã, mở cái menu ra, layer menu ra cắn link. Bây giờ chúng ta cắn link như nào cho hợp lý nhỉ? Index chấm php, đấy, sao nó hỏi chấm, thì hỏi chấm này, page bằng, đấy, ví dụ ra quản lý danh mục đúng không? Thì chúng ta cho page bằng cái gì đây? Page bằng gì đây? KT Gory suộc đấy, suộc cái này nít đấy, thế đó nít rồi. Thế khi mà tôi kích vào cái thẻ A ấy, nó sẽ được như sau này. Tôi không thích chấm PP cho nó rối cơ. Đây, tôi kích vào thẻ A này nó được như sau này. Kích này quản lý danh mục này, bột đấy, nó sẽ ra cái này đúng không? Và câu hỏi cho Tiến là làm sao thằng index có chức năng giống như routing. Đây không phải routing, đây chỉ là cái mẹo thôi, nó chưa liên quan đến routing nhé. Trong bếp bê thuần nó không có khái niệm là routing, bởi vì cái routing đấy là chúng ta phải tự xây dựng ra cơ. Đây tôi chỉ là đang mong muốn là nó fake fake gần đúng thôi nhé. Fake đây là fake pha ke. Còn cái routing ấy nó sẽ có một cái routing, cái này nó phải cốt kinh lắm các bạn. Routing để làm ra một cái routing cho các bạn sử dụng đấy, code của nó không phải đơn giản đâu, nhìn rất là kinh khủng đấy, nhưng mà các bạn sẽ được sử dụng ở trong cái framework nhá. Nhưng ở đây PHP thuần thì tôi cố gắng mô phỏng nó giống như này thôi nhá, mô phỏng như này. Còn thực ra nó cũng bắt dựa vào URL hết đấy mà, cái routing của nó thường đeo bắt trên URL toàn nói được, cũng hơi đúng một tí, nhưng cái thằng index lúc này không phải đóng vai trò là routing nhá, không phải như thế. Đấy, nó cũng là điều hướng đấy, nó sẽ dựa vào cái này để bắt nó điều hướng.
nó không được gọi là routing nhé. Đúng rồi, thế bây giờ các bạn hình dung ra được cách làm rồi. Thế bây giờ thì thầy hỏi này, trên cái trang index này nhá, hoặc là ví dụ danh quản lý danh mục này, hoặc là ví dụ như chúng ta có quản lý sản phẩm đi, quản lý sản phẩm này, quản lý sản phẩm, quản lý sản phẩm thì nó có danh sách này và thêm mới này, đúng không? Thêm mới nữa. Thế thì á, ở đây này, cái thẻ A này thầy cũng truyền như vậy, cũng giống như thằng này. Đây là gọi đến index của page, nhưng mà cái thằng danh sách này thì nó lại vào cái thư mục là product này cơ. Đấy, đúng không? Product này. Product. Đấy, và vào list. Còn cái thêm mới thì cái đường dẫn cũng như thế này, nhưng mà nó lại vào cái gì đây nhỉ? Nó vào cái gì nhỉ? À, đấy, được chưa? Thế bây giờ thầy chạy nhá, chạy thử này. Ok, bây giờ quản lý sản phẩm này, danh sách này. Đấy, nó có URL như này. Dạ, thêm mới này, có URL như này. Đấy, nhiệm vụ bây giờ nhá. Hiện tại, đố các bạn biết hiện tại cái trang này nó đang đứng ở trang nào các bạn? Hiện tại nó đang ở trang nào? Index, chính xác là index. Vậy thì index chúng ta có lấy được cái đường dẫn này về không? Có lấy được về không? Có. Bằng cách nào? Sử dụng cái gì? Đồ là get. Chính xác. Ừ, đúng rồi. Đó, thông minh đấy. Đấy, ok rồi đấy. Đâu nhỉ? Index rồi nhỉ? Đây. Trên cái này tôi sẽ if các bạn. If. Iset. Tôi kiểm tra, sorry phải viết PP đã. Iset đô la ship trừ, sorry, get của cái gì đây này? Của gì đây các bạn? Của gì đây? Ừ, của page. Đấy. Thì chúng ta làm cái gì đó? Đấy. Thì làm cái gì đó nhá? Làm gì đây? Làm gì nhỉ? Thì mình sẽ lấy đô la, mình đặt nó là đô la gì nhỉ? Đô la package và bằng đô la link à? Đúng nhận link nữa. Đô la bạc bằng thế này. Được chưa? Sau đó thầy sẽ varam in luôn này, echo cái đô la bạc chúng ta nhìn thấy nhá. Đã này. Và biết nào nhỉ? Đã. Rồi, thử nhá. Bây giờ chạy này. Bộp. Ui. Sửa cú pháp rồi, thiếu cái gì rồi? Thiếu gì? Thiếu y á? Thiếu y nữa. Hử? Y á? Ừ, đúng rồi. Y. Này viết thiếu y, ông viết là thiếu y. Tin tốt rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đường dẫn này. Ngon rồi. Thế bây giờ chúng ta xử lý được cái đường dẫn này, nó có thêm là chấm pp nữa là ngon nhỉ? Yeah. Chấm pp nữa là ngon. Thế làm nào để có chấm pp? Chấm thêm PHP thì nối chuỗi rồi. Còn gì đâu. Đấy. Bộ. Ấy. Đâu chết rồi. Dấu chấm của tôi đâu rồi. Chấm ngoài này. Bộ. Đấy các bạn nhìn thấy ngon chưa. Bây giờ chúng ta chỉ cần include phát là xong rồi. Đấy. Include. Cluze. À nhìn này, từ page được chưa? Sau đó là bây giờ cái này hay vào cái này thì chúng ta bắt được ở cái path này rồi, cái path này này. Được chưa? Thế thì chúng ta lại nối chuỗi nữa. À mà thôi không cần nối chuỗi nữa. Được rồi, in cái này. Đó đỡ phải nối nhiều. Bắt ra. Đấy, include cái này này. Đấy, và cái biến của tôi là biến gì đây? Cái này là phải nối chuỗi à? Cái thế nhỉ? Ta báo một cái biến nữa đi. Mà đấy cần khai báo được yeah. Nối chuỗi luôn đây cho các bạn. Khi mà các bạn hiểu rồi thì làm nó ngắn ngắn. Đấy, thấy chưa? Rồi. Đấy. Rồi. Yeah, in được gì vào đây? Cái trang gì nhỉ? Cái gì? Đô la và. Đó, thử nhá. Hồi hộp quá. Nào, xem nào. Bây giờ chúng ta về index xem nó có gặp vấn đề gì không nào. Bộp. Ui dồi. Đấy rồi index này. Quản lý danh mục nào. Đấy ra để trang danh sách nha. À quản lý sản phẩm nào. Danh sách nào. Đấy trong sản phẩm chưa có gì mà. Đây này. Nít chưa có gì này. Ví dụ thầy cho H1 vào đây là danh sách sản phẩm. Đây là new vào đây. Còn đây là thêm mới sản phẩm này.
chia này rất là chuyên nghiệp, chuyên nghiệp này. Nhìn nó đỡ gọi là giữa mắt hơn đúng không? Đấy, là danh sách này, danh sách sản phẩm nào, danh sách sản phẩm, danh mục nào, thêm mới sản phẩm. Đấy, ngon ngay các bạn, chia rất là ok, không vấn đề gì đúng không? Đấy. Còn tất nhiên nếu mà các bạn nào cảm thấy khó thì vẫn chia theo cái cách ở trên YouTube như của tôi nhé, không vấn đề gì đâu. Được chưa? Đấy, bây giờ được nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là ghép giao diện, chúng ta làm như vậy nhá. Đấy. Đấy. Thế bây giờ ví dụ trên đường dẫn linh tinh thì nó có linh tinh. Rồi chết ngay, có linh tinh là chết rồi. Hỏng. Đấy, có linh tinh chết. Thế mình gõ linh tinh mình phải bắn ra trang gì ạ? 404. Trang 404. Mình tạo ra 144. Không, nhá, mình tạo ra 144. Thế thì có cái hàm nào để nó kiểm tra xem cái path này có hay không không? Có hàm nào không? Easy path. Có hàm đấy à? Có hàm đấy không? Có hàm gọi là e number, e array thì có cái hàm nào là hàm e path không? Cho các bạn có. Chắc là phải có. Chắc có. Nó là tên là gì? Cho các bạn search xem nó tên là gì. File exit. Không phải. File exit đó. Cũng có vẻ hợp lý đấy nhỉ. Ai chà. Vậy thử nhá, file exit này. Là cái index đúng không? Có một ông ý kiến là file exit. Ok, tôi kiểm tra này. Đấy là gì? Đấy này. Varam. File. File web đúng không? Phải gì này có ép đúng không? Đô la phạt. Rồi, bây giờ mình thử nhá. Thử này. Hello rồi. Ơ sao tự nhiên cái này lại nhảy ra đây nhỉ? Bụp. Đấy, fail rồi các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó nói không phải gì. Easy đúng không? Đấy, tức là mình cũng kiểm tra trước cả. Ít. Nếu mà file gì này mà đúng thì tôi mới chuyển sang, còn không thì tôi bảo là 404 nha. Đấy, in cái lốt này. Ok. Đấy, còn L. Nghe này, đố bạn biết làm gì? Include 404. Ừ, in cái lốt 404. Echo cũng được thì 404 à chấm ETV Echo nhá cho nhanh nhá, còn các bạn màu mè thì các bạn làm vào nhá. Nó sao giờ thử nha. Chạy đây đấy, 44 nốt vào này được chưa đấy, còn nếu mà cái chạy đúng này ấy chạy đúng là 44 nốt vào, trời ơi các bạn cái file gì này không ăn thua rồi nhỉ, hãy đi không ăn thua rồi nhiều 44 nó phao này thì ăn thua nhỉ. Em đã in lại ra nhá, in lại Varam này. Varam đô la bạc. À cái chậm xoay. Cái này chứ. Thế được rồi. Thế ấy thứ nhất là echo ra trước đi, echo này. Echo. Rồi, ui. Chắc lại not found thì viết sai chính tả rồi, not sao viết sai chính tả liên quan gì đi in cái này ra nhé, varam cái file gì đấy, mình xem mình test xem nào, đây chạy này bộp. Ừ đúng rồi, nó đếch có cái file này, làm gì có file đấy. Thế bây giờ ví dụ để truyền vào đây nè, nit.pp làm có nhá, nit.pp. Ai, không có rồi. Nit.pp không có. Có. File exit. Bạn đã search file exit hoạt động như nào? Phải có computer name xong mới tạo đấy. Có gì?
có gì em? Đấy, thầy đây. Vì cái thư mục của nó đang ở trong admin này, bây giờ nó muốn tìm đến cái file nó có tồn tại không ấy, nó phải chui trong page này cơ, chứ nó không hiểu, nó nhảy luôn vào trong đây một phát ăn luôn trong đây đâu, không hiểu đâu, nó không thông minh đến thế đâu, được chưa? Cho nên là chúng ta phải thêm cái này nữa. Thêm này. Đấy, rồi. À, thêm này nữa, copy đây. Kiểm tra đây. Đúng rồi, được chưa? À, sau đó chúng ta mới chuyển, còn không thì echo cái log file. Nhá, đơn giản, có gì đâu. Chạy này. Bộ. Đấy, bây giờ còn nếu nghịch linh tinh này. Linh tinh. Enter. Đấy, log file ngay. Yeah. Đấy, đúng không? Quản lý sản phẩm tương tự như thế. Cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải chia được cái giao diện admin như này. Đấy, còn hôm sau chúng ta sẽ bây giờ chia luôn đi không đấy.